AS Roma đã khởi đầu mùa giải năm nay với liên tục những chuỗi trận thiếu ổn định, chao đảo trên bảng xếp hạng chẳng biết điểm kết sẽ về đâu. Jose Mourinho ngay lập tức từng nhận về những phán xét trên khán đài, hay thậm chí là ở đường phố thành Rome. Người đặc biệt gọi đó là nhóm anti-Mourinhoism, những người ông cho là hạnh phúc khi đội nhà chẳng sơ muối được gì suốt bao năm đã qua. Dù sao thì cách để khiến những tiếng la ó này phải chấm dứt, đó không gì khác ngoài những màn thể hiện trên sân cỏ. Và việc đặt chân được vào top 4 Serie A thời điểm này cũng là một tín hiệu cho thấy sự hồi sinh của Giallo Rossi trong mùa bóng thứ 3 của ông thầy người Bồ Đào Nha. Third Season Syndrome hay hội chứng mùa thứ 3 đã là căn bệnh của Mourinho biết bao mùa giải. Dù đoàn quân của ông có thể hiện nguồn năng lượng như thế nào trong hai mùa giải đầu tiên, cứ đến năm tiếp theo thì kiểu gì cũng có biến cố. Từ Chelsea mùa 15-16 cho đến Man United mùa 18-19, kịch bản cũ hoàn toàn có thể tái hiện khi mà AS Roma có một khởi đầu mùa giải vô cùng tồi tệ như thế. Một mùa bóng với nhiều những nhân tố mới, cùng việc đem về những gương mặt đã có tên tuổi đại tu đội hình, những kỳ vọng về phía đội bóng thành Rome sẽ còn lớn hơn so với cả năm ngoái. Thế nhưng đã có giai đoạn mà chỉ cần thua thêm một trận đấu nữa trước Cagliari tại vòng 8 thôi là Mourinho hoàn toàn có thể phải chia tay với băng ghế chỉ đạo thêm một lần quen thuộc nữa. 6 trận ra quân đầu tiên, Roma chỉ có được đúng một chiến thắng, đó là màn thị uy sức mạnh trước Empoli với tỷ số 7-0. Sự hào nhoáng tạm thời đó không che giấu đi được màn trình diễn của đoàn quân được Mourinho dẫn dắt. Những đối thủ mà họ thua thì ngoài Milan là những Verona và Genoa đều là những tập thể hạng bét. Những trận đấu mất điểm tai hại trước Torino, Salernitana đã từng có thời điểm đẩy Roma xuống hạng 16 với chỉ 2 điểm nhiều hơn khu vực cầm đèn đỏ. Đây thậm chí là khởi điểm mùa giải tệ nhất của chính người đặc biệt. Nó còn thê lương hơn so với mùa 15-16 với 7 điểm mà ông có được sau 6 trận cùng Chelsea. Cách mà AS Roma chơi vẫn rất ít người có thể cảm nhận được sự thu hút. Nhưng bởi vì kết quả là điều tối quan trọng từ chính ông thầy này, vậy thì làm gì có được điểm tích cực? Đó đích thị là giai đoạn mà Roma lầm đường lạc lối rồi. Những khó khăn chồng chất và những đội bóng tại Ả Rập được cho là đã nắm bắt cơ hội để nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Jose Mourinho. Mặc dù ông cũng đã có phần phải suy nghĩ đến vai trò làm việc trên đội tuyển Bồ Đào Nha, việc đặt chân tới Ả Rập để hưởng một khoản tiền cách xù thì chưa bao giờ là quyết định đáng để bận tâm cả. 20 năm cầm quân, Mourinho vẫn luôn hướng đến những danh hiệu lớn nhất tại lục địa già, không có gì khác cả. Và ông thì cũng không bao giờ có thói quen để khó khăn đánh bại mình. Cũng từ giai đoạn khó khăn đỉnh điểm đó, Giallo Rossi đã dần dần trở lại theo cách chẳng ai đỡ nổi. Sau thất bại 1-4 trước Genoa ở vòng 6, Roma đã có liên tiếp 5 chiến thắng trên mọi đấu trường. Còn tính riêng tại Serie A đến sau lượt trận vòng 14 trước Sassuolo, họ chỉ để thua mỗi Inter Milan trên hành trình chen chân vào top 4 của mình mà thôi. Ngay sau trận hòa kém duyên trước Servet, thầy trò Mourinho đã có được thắng lợi thứ 2 liên tiếp tại Serie A cùng với dấu ấn của Paulo Dybala. Anh có được một bàn và một kiến tạo, tận dụng rất tốt giai đoạn thiếu người của Sassuolo tạo nên đột biến. Còn tại Europa League, Roma đang đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng G với 10 điểm sau 5 lượt trận. Họ chắc chắn sẽ đi tiếp tới vòng knockout, vẫn có hy vọng leo lên ngôi đầu. Nhưng vị trí này thì vẫn khá phong thủy cho hành trình chinh phục của người đặc biệt cùng với các học trò, cũng như mùa giải gần nhất vậy. Với phong cách phá lối chơi của đối thủ, phòng ngự chủ động quen thuộc, không có để đối phương chuẩn bị trước. Nhưng vẫn là khối đội hình 3-5-2, vẫn là phương thức chiếm lĩnh thế trận sau đó phòng ngự cực đoan, Mourinho vẫn sống khỏe trước thời đại bóng đá kiểm soát pressing lên ngôi. Cách mà họ giành chiến thắng, hiếm khi nào nó được đẹp mắt. Chỉ biết rằng đến Bayer Leverkusen lúc này đang khuynh đảo mọi đấu trường, cũng đã từng không ghi được bàn nào sau hai lượt trận bán kết trước người đặc biệt vào cuối năm ngoái. Đề bài càng khó, Mourinho càng thoải mái hơn trong cách bài binh bố trận, nhất là khi lực lượng đã được cải thiện nhiều như hiện tại. Mourinho có nhiều những anti-fan xuất hiện ngay trong lòng hội cổ động viên nhà. Tuy nhiên thì sự ủng hộ hướng đến ông, hướng đến Roma thì vẫn đang lớn hơn thông qua mặt tài chính. Roma từng công bố khoản lỗ lên tới 219 triệu euro trong mùa giải 21-22, còn báo cáo tài chính mùa 22-23 chứng kiến họ làm ăn phát đạt hơn đáng kể với khoản lỗ chỉ còn là 102 triệu euro. Tăng trưởng lợi nhuận tăng đến 70,3 triệu euro theo như Il Corriere dello Sport. Trong đó thì 63,6 triệu euro là khoản lợi nhuận mà Roma thu được về từ việc bán cháy cả vé trong những trận đấu trên sân Stadio Olimpico ở cả Serie A và Europa League. Tất nhiên, cả về vấn đề tiền thưởng nữa, dù vô địch Conference League thì mùa 21-22, thầy trò Mourinho cũng chỉ có được 6,2 triệu euro, trong khi đó mùa trước thì con số đã lên thành 18 triệu rồi.
Cả tiền tài trợ, đồ lưu niệm cũng tăng doanh thu tới 10 triệu euro, cùng với những khoản cắt giảm đem tới một bản báo cáo với rất nhiều những tín hiệu khả quan. Mourinho luôn có những anti-fan từ khi ông mới vào nghề, chứ chưa cần đến giai đoạn đã khiến biết bao đội bóng đẹp mắt khác phải gục ngã dưới sự hắc ám của mình. Nhưng tất nhiên thì ông cũng có rất nhiều những fan hâm mộ, cũng là lý do mà AS Roma bất ngờ trở thành một trong những đội bóng được quan tâm nhất nước Ý, song hành cùng với Napoli hay là Milan. So với những chiến lược gia đang làm việc tại nước Ý, Jose Mourinho sở hữu khoản thù lao lên tới 7 triệu euro, cao thứ hai giải đấu, chỉ kém Allegri một chút. Với danh tiếng, kinh nghiệm và những thành tích có được thì đó là mức giá hợp lý. Và theo nguồn tin từ Calcio Mercato thì thay vì sự ngờ vực đầu mùa giải, giới chủ Roma đã có ý định gia hạn hợp đồng với người đặc biệt ngay trong tháng 12 này. Hợp đồng của ông với câu lạc bộ chỉ có thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Và khi quyết định được đưa ra thì có lẽ là rất nhiều những fan hâm mộ của đội bóng thành Rome sẽ hưởng ứng nhiệt liệt. Bởi vì ngay trong trận thắng 3-1 trước Udinese, có thể thấy cổ động viên Roma hát vang những khúc hát về Mourinho và cả Dybala nữa. Sau trận đấu thì người đặc biệt cũng rất cảm kích và đăng trên Instagram như sau: "Việc giành được 3 điểm ngày hôm nay là rất quan trọng. Xin chúc mừng các cầu thủ và người hâm mộ đã luôn ủng hộ chúng tôi và giúp chúng tôi giành chiến thắng. Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã hát về tôi. Tôi thường không muốn trở thành tâm điểm chú ý vì tôi tin rằng mọi công lao sẽ thuộc về các cầu thủ đang chiến đấu trên sân. Nhưng tôi đánh giá cao sự thể hiện tình yêu của các bạn." Khi mà những thế lực Napoli của mùa giải năm ngoái đã bắt đầu thoái trào hậu kỷ nguyên Luciano Spalletti, Atalanta và Lazio thì cũng khá rối bởi khi hàng công bị tắc nghẽn trầm trọng, Roma đã nhân thời cơ để bứt phá, hướng đến một giai đoạn mà người hâm mộ có thể thực sự dành trọn niềm tin vào đội bóng này. Có được trung bình 2 bàn thắng mỗi 90 phút tại Serie A, con số đã thực sự vượt trội so với 1,3 trung bình mùa trước. Những cá nhân trên hàng công mà người đặc biệt sở hữu vào lúc này cũng là phiên bản nâng cấp hơn nếu xét về tổng thể. Nội bộ của Roma thì vẫn vô cùng yên ổn, ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất hồi đầu mùa. Có thể thấy tất cả đều đồng lòng để hướng đến những danh hiệu trước mắt. Một dàn nhân sự rất dày có chiều sâu của Roma thường xuyên được xoay tua đang phát huy giá trị của mình đến giai đoạn cam go nhất này. Mà quan trọng là cách chơi của người đặc biệt không kén cầu thủ theo hướng chuyên môn. Thay vào đó thì sự cống hiến, kỷ luật và một chút sự đồng điệu là đủ để anh ta cơ bản đảm bảo thời lượng thi đấu trong triết lý của Jose Mourinho. Đến tháng 12, Roma đã có được cho mình vị trí thứ tư tại Serie A. Dĩ nhiên, hành trình trước mắt vẫn còn rất dài để họ có quyền tận hưởng thành quả xứng đáng của hiện tại. Nhưng quả thực thì chỉ có mấy tháng đầu tiên của mùa giải mới thôi, người đặc biệt cùng với các học trò đã từ những chuỗi ngày giông bão vươn mình đến với cột mốc đáng chú ý đầu tiên. Cứ tiếp tục như thế này, biết đâu Jose Mourinho lại có thể hóa giải luôn tấm bùa chú mình gặp phải qua biết bao mùa bóng ở xứ sương mù. Sự tự tin, sự gắn kết của một tập thể khi đã đạt đến sau chuỗi thành tích tốt kéo dài nữa, chỉ cần Mourinho pha thêm vào đó chút quái chiêu của một nhà vô địch. Và thế là Roma đã sẵn sàng để chạm đến một nấc thang mới rồi.